Quý vị và các bạn thân mến, có thể nói Sài Gòn là cái nôi sản sinh ra rất nhiều thương hiệu Việt. Mỗi thương hiệu đều có cho mình một trang sử đáng tự hào. Nhiều thương hiệu vẫn còn cho đến ngày nay và rất gần gũi với mọi chúng ta. Có những thương hiệu được thay đổi sau năm 1975, cũng có những thương hiệu đã mất, chỉ còn đọng lại trong ký ức. Video này sẽ nói về những sản phẩm, những nhãn hiệu danh thương rất đổi quen thuộc trong đời sống sinh hoạt, tiêu dùng mà mỗi khi nhắc tới sẽ gợi cho ta những ký ức và kỷ niệm gắn liền với vùng đất Sài Gòn xưa. Xà bông Coba. Nhắc đến xà bông Coba là nhớ đến doanh nhân Trương Văn Bền, bởi ông là người đã tạo ra một thương hiệu hoàn toàn Việt Nam, cạnh tranh sòng phẳng với các hãng xà bông của người Pháp ở Đông Dương. Vào cuối những năm 1920, Trương Văn Bền bắt đầu phát triển một lĩnh vực kinh doanh mới, đó là sản xuất xà bông, bởi mặt hàng xà bông trong nước hầu như bỏ ngỏ. Khi loại xà bông do các lò nấu ở chợ lớn có chất lượng quá kém, không cạnh tranh nổi với các loại xà bông được nhập từ Pháp do các hãng ở cảng Marseille cung cấp. Nhận thấy tiềm năng kinh doanh từ mặt hàng này, ông Trương Văn Bền thành lập công ty Trương Văn Bền và các con tọa lạc trên đường Rue de Cambodge thuộc khu vực chợ Kim Biên ngày nay, chuyên sản xuất xà bông mang tên Savon Việt Nam. Ông đã hợp tác với nhiều chủ vườn dừa ở Bến Tre và Mỹ Tho. Để thu hút khách hàng cũng như xây dựng thương hiệu xà bông Việt, ông đã sử dụng hình ảnh một người phụ nữ Nam Bộ tên Coba làm biểu tượng nhằm thể hiện lòng yêu nước nồng nàn và sự tự hào dân tộc, nên người tiêu dùng quen gọi xà bông Việt Nam là xà bông Coba. Có người cho rằng Coba chính là vợ của ông Trương Văn Bền. Một giả thuyết khác giải thích hình Coba được in trên bánh xà bông có thể là Coba Thiệu, người con gái Trà Vinh sắc nước hương trời đã từng đăng quang Miss Sài Gòn. Với nguyện vọng tạo ra loại xà bông tốt nhất phục vụ người tiêu dùng Việt Nam, ông Trương Văn Bền đặc biệt chú trọng khâu quảng cáo, khuếch trương thương hiệu. Với cách quảng cáo thông minh, thương hiệu xà bông Coba nhanh chóng phổ biến tại nhiều chợ ở miền Nam. Sau đó, xà bông Coba dần được xuất khẩu sang thị trường Lào, Campuchia, Hồng Kông, đảo Caledonia ở Thái Bình Dương và một số nước châu Phi. Trong những năm 1940, ông Trương Văn Bền là doanh nhân sản xuất một số loại dầu và xà bông thành công nhất Đông Dương. Sau năm 1948, ông Trương Văn Bền rời Việt Nam sang sống tại Paris, Pháp, để lại công ty và gia sản cho các con. Ông dành những năm cuối đời để đi du lịch nhiều nơi trên thế giới và viết hồi ký. Doanh nhân Trương Văn Bền qua đời ở Paris năm 1956, hưởng thọ 73 tuổi. Năm 1975, công ty Trương Văn Bền và các con phải hợp doanh với công ty Phương Đông thuộc Bộ Công nghiệp nhẹ. Năm 2014, công ty cổ phần sản xuất thương mại Phương Đông quyết định hồi sinh xà bông Coba, nhưng thương hiệu này vẫn mờ nhạt giữa thị trường cạnh tranh gay gắt. Kem đánh răng Hinot. Kem đánh răng Hinot có mặt trên thị trường vào những năm đầu của thập kỷ năm 1960. Khởi thủy mặt hàng này chỉ là một hàng sản xuất do một người Mỹ gốc Do Thái làm chủ, với quyết tâm sẽ làm ăn lâu dài ở Việt Nam. Không may, vợ ông mất sớm khiến ông chủ của Hinot lâm vào tình cảnh suy sụp, bởi hình ảnh của người vợ thân yêu vẫn luôn hiện hữu nơi đây. Muốn trở về Mỹ để quên lãng, ông quyết bán hết cơ nghiệp đẩy ra đi. Nhận thấy trong những người làm công cho mình có Vương Đạo Nghĩa, một thanh niên cần cù mẫn cán, ông đã gợi ý đề nghị mua lại cơ ngơi này với giá gần như cho không. Nhận thấy cơ hội chỉ có một, ông Vương đã dốc hết tài sản đi mua lại và trở thành chủ mới của Hinot. Chỉ trong vòng 10 năm, Vương Đạo Nghĩa đã đưa thương hiệu kem đánh răng Hinot phát triển nhanh chóng qua mặt các nhãn hiệu có mặt trước đó như Peclon, Kleina hay thậm chí là thương hiệu ngoại như Colgate hay Set-It. Ông táo bạo chọn hình ảnh một người da đen với hàm răng trắng đại diện cho sản phẩm, thay vì một người Việt hay người Tây da trắng như các quảng cáo thông thường. Và chính hiệu ứng thị giác về sự tương phản giữa hàm răng trắng tinh nổi bật trên làn da đen đã khiến cho nhiều người xem cảm thấy hài hước và dễ dàng ghi nhớ trong đầu. Thời đó, những người có nước da ngăm đen đến từ Malaysia hay Ấn Độ sống ở Sài Gòn thường được gọi là anh Bảy Chà hay Chà Và. Bởi vậy, khi logo của Hinot được tung ra, người dân còn gọi kem đánh răng này với cái tên gọi thân thương khác là kem anh Bảy Chà. Hinot phủ sóng quảng cáo ở bất cứ nơi nào miễn có đông người qua lại hoặc có thể nhìn thấy. Biển quảng cáo tràn ngập khắp nơi, nhiều pano được dựng lên trên các tòa nhà cao tầng, trước chợ, dọc theo quốc lộ. Hình ảnh anh da đen Bảy Chà hiện diện khắp mọi nơi. Thời điểm đó, các phương tiện truyền thông chưa phổ biến, nhà nào giàu có lắm mới sắm được truyền hình.
để mỗi tối thu hút nhiều hàng xóm đến cùng xem. Chỉ có máy thu thanh xuất hiện ở nhiều nơi. Nhận thấy tiềm năng từ việc quảng cáo qua máy thu thanh, ông Vương Đạo Nghĩa ký kết ngay hợp đồng với đài phát thanh cho phát đoạn quảng cáo Anh yêu em hay anh yêu kem hay yêu anh bảy chà da đen. Anh yêu em, anh yêu luôn kem, anh yêu luôn anh bảy chà da đen. Thêm một đoạn quảng cáo khác cũng khiến người dân giai đoạn đó khó quên là đoạn hát vui nhộn Cha cha cha, he not cha cha cha. Cha cha cha, hàm răng em trắng bốc. Cha cha cha, cha cha cha. Và ngàn nụ cười tươi như hoa. Vậy là từ khắp nơi đô thị xuống tới vùng nông thôn, đầu đầu cũng nghe rã rã bài hát đó. Từng câu hát đi sâu vào tiềm thức của người dân một cách tự nhiên. Thương hiệu Hinot tồn tại đến năm 1975, sau đó được bàn giao lại cho nhà nước, sáp nhập vào công ty Capolon, thành lập xí nghiệp kem đánh răng Phong Lan. Rồi tiếp sau đó liên doanh với nước ngoài, đổi thành công ty hóa mỹ phẩm PS. Năm 1997, công ty liên doanh giữa Unilever và công ty hóa mỹ phẩm PS ra đời, gọi là Elida PS, để sản xuất kem đánh răng PS. Đến năm 2002, công ty hóa phẩm PS chính thức chuyển nhượng phần vốn liên doanh tại Elida PS và không được sử dụng nhãn hiệu PS trên bất kỳ sản phẩm nào của công ty. Câu chuyện kem đánh răng Phong Lan bán thương hiệu cho đối tác nước ngoài Unilever vẫn được nhắc đi nhắc lại như một nỗi đau của việc đánh mất thương hiệu Việt. Kem đánh răng Perlon hay Perlon. Trước khi kem đánh răng Hinot trở nên phổ biến, đã có một thương hiệu kem đánh răng quốc nội khác là Perlon đã cạnh tranh và chiếm ưu thế so với các hãng ngoại nhập. Trong các tấm hình xưa, có thể thấy những tấm biển quảng cáo của Perlon chiếm trọn khắp mặt tiền của chợ Bến Thành trong những năm 1960. Tuy nhiên sau đó, trước sức mạnh áp đảo của Hinot thì kem đánh răng Perlon dần thất thế. Cho đến nay, không có nhiều thông tin về xuất xứ của thương hiệu này. Chỉ có thông tin ít ỏi là trụ sở của Perlon nằm trên đường Hồng Bàng ở Chợ Lớn. Sản phẩm có màu xanh ngọc với hương vị bạc hà rất thơm. Sau năm 1975, các thương hiệu kem đánh răng của nước ngoài không còn kinh doanh. Hai thương hiệu quốc nội là Hinot và Perlon bị quốc hữu hóa, sáp nhập với nhau để trở thành xí nghiệp kem đánh răng Phong Lan. Ngoài kem đánh răng Hinot và Perlon, thập niên 1960 còn một thương hiệu kem đánh răng quen thuộc khác mà chúng ta thường thấy biển quảng cáo ở ngay mặt tiền của thương xá tắc, đó là Lena, được nhập cảng 100% từ Mỹ. Tuy nhiên, loại này không chiếm được thị phần lớn như hai loại quốc nội kia. Tàu Vi Yểu con mèo đen hay nước tương Nam Dương. Với người Sài Gòn xưa thì đây là một thương hiệu trữ danh quá đỗi quen thuộc. Gần như mỗi nhà, mỗi gia đình đều có chai nước tương hay Tàu Vi Yểu con mèo đen. Hương vị thơm ngon đậm đà, chấm gì cũng vừa vặn khẩu vị truyền thống. Năm 1951, một doanh nhân đặt xưởng nước tương có biểu tượng con mèo đen tại bến Bình Đông, Chợ Lớn. Xưởng nước tương Nam Dương được thành lập với tên gọi Nam Dương Xì Dầu Thực Phẩm Xưởng. Thời điểm đó, thị trường có một nhãn hiệu nước tương nổi tiếng là Chuột Bích Cây. Con mèo đen ra đời như một tuyên ngôn cạnh tranh trên thị trường. Với chiến lược phát triển tập trung vào chất lượng và hương vị, đến năm 1970, nước tương con mèo đen đã đạt được một số thành tựu đáng kể với số nhân viên lên đến 400 người, một con số ấn tượng ở thời điểm đó. Công ty còn mở rộng nhà máy ở Lào, Campuchia và trở thành một trong những biểu tượng của sản phẩm gia vị Việt Nam những năm thập niên 70-80. Trong ký ức của nhiều người, nhà xưởng con mèo đen tại khu vực Chợ Lớn ngày đó là một tòa nhà 3 tầng sầm uất, có quán cà phê, hội trường, phòng thể thao v.v. như một khu phố thu nhỏ. Đến năm 1981, doanh nghiệp được chuyển giao về Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Sài Gòn, tức Sài Gòn Co-op, tiếp quản và điều hành. Từng bước nâng cấp, tự động hóa trong từng công đoạn sản xuất để nâng cao chất lượng sản phẩm. Nhờ đó, doanh nghiệp đạt được nhiều giải thưởng như Sao Vàng Đất Việt năm 2005, Doanh nghiệp Xanh vì thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường năm 2012. Năm 2015, công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm quốc tế Nam Dương ra đời trên cơ sở hợp tác liên doanh giữa tập đoàn Quima Singapore và Sài Gòn Co-op. Vị thế của Nam Dương nâng lên rõ rệt khi vừa lưu giữ trọn vẹn hương vị nước tương truyền thống, vừa có thêm lợi thế cạnh tranh lớn từ hệ thống phân phối rộng khắp của Sài Gòn Co-op và Quima. Sau 4 năm liên doanh, nước tương Nam Dương nhận được danh hiệu Hương vị nước tương Việt Nam ngon nhất 2019 cho tạp chí Culture Magazine Canada trao tặng. Với sự nỗ lực không ngừng trong gần 70 năm, thương hiệu Nam Dương tuy có những thăng trầm nhưng vẫn được lòng người tiêu dùng nhờ hương vị thơm ngon và chất lượng an toàn. Ngoài nước tương, còn có các sản phẩm như tương ớt, tương đen, các loại sốt khác mang thương hiệu Nam Dương đều rất được người tiêu dùng yêu thích bởi vị chuẩn truyền thống phù hợp khẩu vị người Việt Nam.
Điều này được củng cố hơn nữa khi Nam Dương vinh dự được bình chọn danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao trong suốt nhiều năm liền. Hiện nay, rất dễ dàng tìm mua các sản phẩm của Nam Dương tại các siêu thị hay cửa hàng tạp hóa nhỏ lẻ. Kem dưỡng da Thoracao. Thoracao từng được gọi là mỹ phẩm quốc dân của phụ nữ miền Nam, ra đời từ những năm 1950 ở Sài Gòn. Ban đầu chỉ có một loại kem dưỡng da do một người phụ nữ tên Lan Hảo tạo ra từ nguyên liệu tự nhiên sẵn có từ vườn ruộng. Thời gian đầu, mỹ phẩm tên Lan Hảo không được đón nhận vì mùi chống thuốc bắc, bao bì lại kém bắt mắt. Nhưng nhờ bà chủ Lan Hảo đã tung chiêu marketing độc đáo, đó là huy động con cháu, người thân ra các cửa hàng bách hóa giả đò hỏi tìm mua kem Lan Hảo. Điều này đã khiến cho các chủ cửa hàng mỹ phẩm phải để ý tới và mua về bán. Mỹ phẩm Lan Hảo chính thức gia nhập thị trường mỹ phẩm miền Nam và phát triển mạnh mẽ từ năm 1955. Nhưng cho đến năm 1961, công ty Lan Hảo mới được thành lập với các dòng sản phẩm mang thương hiệu Thoracao như kem dưỡng da chân trâu, dầu gội đầu hoa bưởi, xà bông thơm, nước bóng tóc, vân vân. Trong đạo Tinh Lành, chữ Tho là thiên thần, Ra là ánh sáng, Cao là kem. Ý nghĩa tên Thoracao là dùng kem sẽ tỏa sáng như thiên thần. Năm 1969, hãng chính thức có chi nhánh tại Campuchia và bắt đầu xuất khẩu sản phẩm sang các nước Đông Nam Á. Thoracao từng là một trong những thương hiệu mỹ phẩm số 1 trong nước và có tầm ảnh hưởng ở thị trường bán đảo Đông Dương trước khi mỹ phẩm ngoại tràn vào Việt Nam. Không chỉ phụ nữ ở thành phố Hồ Chí Minh mà rất nhiều phụ nữ miền Nam lứa 8X về trước có lẽ không ai không biết tới mỹ phẩm Thoracao. Trước năm 2010, ở hầu hết các siêu thị Co.opmart tại thành phố Hồ Chí Minh đều dành một góc nhỏ ở khu vực bán mỹ phẩm cho Thoracao, có bán kèm xà bông Coba. Nhưng bây giờ, giữa mênh mông hàng chục thương hiệu hóa mỹ phẩm bày bán, không còn tìm đâu ra dầu gội hương bưởi, kem dưỡng da, sữa rửa mặt dưa leo, nhà đàm quen thuộc nữa. Tuy nhiên, người dùng vẫn có thể dễ dàng mua online hoặc đến trực tiếp trụ sở Thoracao ở góc đường Điện Biên Phủ với Cách mạng tháng 8, với một tòa nhà có kiến trúc cũ nhưng sẽ rất quen thuộc với người Sài Gòn. Nơi đây luôn tồn tại một cửa hàng có đủ các dòng sản phẩm của Thoracao. Bột cà ri Việt Ấn hay còn gọi bột cà ri ông Java. Một thương hiệu rất quen thuộc với các bà nội trợ lúc bấy giờ là cà ri Việt Ấn. Ông Châu Tư đã tìm tòi những cây hương liệu quý để sản xuất bột cà ri, ngũ vị hương, bột hồi và sáng lập ra một cơ sở sản xuất gia vị Việt Ấn mang tên là Vienco vào năm 1958. Khởi đầu bằng công thức gia vị cà ri bí truyền được ông đầu bếp Ấn Độ tên Hali đồng sáng lập Việt Ấn mang đến Sài Gòn. Kết hợp với sự am hiểu khẩu vị tiêu dùng của người Việt Nam, ông Châu Tư cùng ông Hali đã cân bằng lại công thức mới và cho ra đời sản phẩm bột cà ri Ấn Độ dành riêng cho người Việt, rất được yêu chuộng và trở thành sản phẩm chủ lực của Việt Ấn. Với giá trị chủ đạo là nguồn nguyên liệu hoàn toàn tự nhiên, họ đã dày công nghiên cứu và cho ra đời các sản phẩm gia vị nấu ăn như bột ngũ vị hương, bột bò kho, bột bún bò Huế, bột súp phở, bột cà ri, sa tế, vân vân. Họ đã đưa từ hãng bột nhỏ bé ngày nào trở thành tổ sản xuất tập thể Việt Ấn, rồi trở thành hợp tác xã Việt Ấn. Sau năm 1975, xưởng sản xuất có tạm ngưng và bắt đầu hoạt động trở lại vào năm 1985, nhưng gặp phải nhiều khó khăn. Ban đầu vì thương hiệu bị lãng quên sau một thời gian, cùng với sự phát triển của đất nước giai đoạn từ năm 1985 đến năm 1997, xu hướng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam mạnh mẽ. Đây là cơ hội và cũng là rủi ro vì nó buộc các doanh nghiệp địa phương phải cải tiến công ty của mình theo hướng tốt hơn và sáng tạo hơn. Nắm bắt cơ hội đó, hợp tác xã Việt Ấn đã nhận được vốn đầu tư từ các nhà đầu tư Úc vào năm 1989. Vì vậy, công ty đã phát triển và thành lập xí nghiệp liên doanh Vienco. Từ một nhà máy nhỏ, Vienco đã không ngừng vươn lên và phát triển trong hơn 30 năm qua với cam kết và chủ trương sử dụng nguyên liệu thiên nhiên. Đến hiện tại, sản phẩm cà ri Việt Ấn cũng như các sản phẩm khác của Vienco vẫn luôn được các bà nội trợ tin dùng và đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao.